Phan Thị Mơ đại diện Việt Nam đi thi Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới 2018. Thưa quý vị và các bạn, tối 24 tháng 5, người đẹp Phan Thị Mơ được đơn vị nắm giữ bản quyền cuộc thi Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới bất ngờ công bố cô sẽ tham gia một cuộc thi Hoa hậu. Tối 24 tháng 5, tại Trung tâm Hội nghị Asiana Plaza, thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi công bố đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới 2018. Tại đây, người đẹp Phan Thị Mơ đã bất ngờ được đơn vị nắm giữ bản quyền cuộc thi Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới World Miss Tourist Ambassador công bố sẽ là đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi năm nay. Đây là điều khiến mọi người hoàn toàn bất ngờ, bởi trước đó chính Phan Thị Mơ chưa từng chia sẻ về dự định tiếp tục dự thi nhan sắc mà chỉ nhắc tới phim ảnh. Phan Thị Mơ cũng được bà Parina, tổng giám đốc công ty Miss Aura International Thailand, phó chủ tịch cuộc thi và ông Nguyễn Chiến Hữu trao vương miện và đeo băng ngay trên sân khấu. Sau đó, Á hậu Liên Phương đại diện Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới 2017 lên tặng hoa chúc mừng. Phan Thị Mơ là một cái tên quen thuộc với khán giả trong nước. Cô từng lọt vào top 5 Hoa hậu Thế giới Người Việt năm 2010, top 10 Hoa hậu Châu Á tại Mỹ năm 2011, top 5 Hoa hậu Việt Nam 2012. Cô cũng quen mặt với khán giả khi tham gia nhiều bộ phim, nhiều chương trình truyền hình và trình diễn thời trang. Cuộc thi Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới là cuộc thi sắc đẹp dành cho các cô gái có độ tuổi từ 18 đến 28, có niềm đam mê du lịch và mong muốn trở thành đại sứ du lịch để đưa thông điệp du lịch thân thiện, tích cực và hiện đại tới công chúng. Năm 2017, cuộc thi đã quy tụ 50 người đẹp đến từ 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Vòng chung kết cuộc thi được tổ chức tại thủ đô Manila, Philippines với chiến thắng thuộc về Hoa hậu người Nga. Đại diện Việt Nam là Liên Phương đã được trao danh hiệu Á hậu. Phan Thị Mơ mua xe giúp cậu sinh viên nghèo. Khi biết được hoàn cảnh khó khăn của cậu sinh viên mới 20 tuổi, thay vì tặng 20 triệu đồng như dự tính, người đẹp Phan Thị Mơ đã xông xáo tìm cách giúp cậu kế sinh nhai. Ngày 18 tháng 9, 2017, người đẹp Phan Thị Mơ đã trao tặng cho cậu sinh viên Nguyễn Viết An một chiếc xe máy vừa mới mua trị giá hơn 19 triệu đồng và một chiếc điện thoại thông minh trị giá hơn 3,2 triệu đồng để giúp An có thể vừa đi học vừa chạy Grab, kiếm sống nuôi bản thân lẫn cha bị tai biến cùng hai em nhỏ. Mới đầu khi biết được hoàn cảnh của An, Phan Thị Mơ chỉ có ý định tặng cho An 20 triệu đồng bằng cách mở một sổ tiết kiệm. Mỗi tháng An có thể rút trong đó 1 triệu đồng cho khoảng 2 năm đi học còn lại của mình. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ kỹ và tham khảo ý kiến của nhiều người, Phan Thị Mơ quyết định mua xe và điện thoại để An vừa chạy Grab, kiếm tiền trang trải cuộc sống, lại vừa có phương tiện đi lại. Sau khi hỏi ý kiến An và An cũng đồng ý với phương án đó, Phan Thị Mơ đã hăng hái chở ngay An đi mua xe máy và điện thoại. Cô chia sẻ rằng mình rất vui khi làm việc này bởi đây là việc làm có ý nghĩa, hiệu quả. Thay vì chỉ trao tặng một số tiền, cô đã trao tặng được cần câu cho người cần sự giúp đỡ. Phan Thị Mơ phản ứng sao về thông tin kết hôn? Mở tiệc cảm ơn truyền thông nhân ngày Nhà báo Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, người đẹp gốc Tiền Giang thường xuyên cười trừ khi bị đồng nghiệp cũng như các phóng viên báo chí hỏi về chuyện đám cưới. Trong buổi tiệc, Phan Thị Mơ chia sẻ hai bộ phim cô tham gia là Hồ Sơ Lửa và một bộ phim ngắn do cô đưa ra ý tưởng và làm đạo diễn sẽ ra mắt khán giả trong thời gian tới. Với thông tin sắp lên xe hoa với bạn trai, cô liên tục cười trừ. Cô lý giải, thời gian qua có tin cô sắp kết hôn vì tay cô có đeo một chiếc nhẫn do bạn trai tặng. Cô chưa muốn để lộ danh tính người này. Khi được hỏi vì sao không thay đổi theo hướng xây dựng hình ảnh sexy gợi cảm đang thịnh hành, Phan Thị Mơ lại cười. Mình vốn như vậy rồi, có muốn thay đổi cũng thay đổi không được. Không biết thay đổi làm sao nên Mơ có thể để vậy, có sao để vậy.
Phan Thị Mơ rạng rỡ trước ngày lên xe hoa. Xuất hiện trong một sự kiện giải trí tối ngày 11 tháng 6, người đẹp Phan Thị Mơ gây chú ý đặc biệt khi cô diện đầm hoa trong bộ sưu tập mới nhất của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường với thông tin cô sắp lên xe hoa. Nhờ sở hữu chiều cao ấn tượng nên khi diện lên mình chiếc đầm xanh xòe nổi bật với những bông hoa màu cam trên trang phục cùng những đường cắt cúp ấn tượng đã tôn lên vẻ đẹp cũng như vóc dáng của người đẹp gốc Tiền Giang. Chia sẻ về bộ trang phục ấn tượng này, nữ diễn viên 9X dành nhiều lời cảm ơn nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường đã ưu ái để cô thể hiện một trong những trang phục của bộ sưu tập mới nhất của anh. Đỗ Mạnh Cường còn đích thân tư vấn về phụ kiện cũng như cách make up phù hợp nhất cho Phan Thị Mơ. Mơ cảm thấy rất tự tin khi được diện lên mình những trang phục được thiết kế dưới bàn tay khéo léo của những nhà thiết kế Việt Nam. Là một người yêu vẻ đẹp truyền thống nên với Mơ, từ xưa đến nay việc diện hàng hiệu không quan trọng bằng việc diện đồ có phù hợp với bản thân mình hay không. Nên nếu phải lựa chọn hàng hiệu và hàng Việt, Mơ sẽ ưu tiên hàng Việt hơn, Phan Thị Mơ chia sẻ. Mặc dù tỏ ra e ấp, nhưng Phan Thị Mơ rất vui tươi khi được mọi người hỏi về thông tin cô sắp lên xe hoa với một đám cưới trong mơ. Á hậu Liên Phương phản bác tuổi 28 là bất lợi của Phan Thị Mơ. Khi fan cho rằng Phan Thị Mơ đã 28 tuổi, giảm sức cạnh tranh với những gương mặt trẻ tại cuộc thi Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới, Á hậu Liên Phương không đồng tình với quan điểm này. Liên Phương đăng quang Á hậu 1 World Miss Tourist Ambassador 2017. Cô cũng là người trao giải băng đại diện Việt Nam tại đấu trường 2018 cho Phan Thị Mơ. Cô tâm sự, Liên Phương cảm thấy may mắn khi mình đạt được danh hiệu Á hậu 1. Có thể xem đó là bước ngoặt của cuộc đời Liên Phương sau cuộc thi. Mình được mọi người biết đến nhiều hơn, cơ hội trong công việc cũng đến với bản thân nhiều hơn. Nhưng Liên Phương nghĩ, nếu chỉ biết sống mãi trong niềm vui ấy mà không tiếp tục cố gắng phấn đấu đến, một lúc nào đó thì mình sẽ tụt lùi lại phía sau. Nên Liên Phương vẫn cố gắng tốt hơn từng ngày. Năm nay, Phan Thị Mơ là đại diện Việt Nam tại sân chơi nhan sắc World Miss Tourist Ambassador. Liên Phương đánh giá rất cao đàn chị và tin rằng, người đẹp sinh năm 1990 với những kinh nghiệm và bản lĩnh của mình sẽ gặt hái được thành tích tốt. Liên Phương lại thấy hiện nay việc bạn hơi cao tuổi chút xíu lại đồng nghĩa với việc bạn sẽ có nhiều kinh nghiệm trong thi đấu. Chính điều đó đã giúp bạn có lợi thế hơn các cô gái khác khi có đủ sự trải nghiệm, những kiến thức cần thiết để tạo sự tự tin khi bước ra cuộc thi nhan sắc quốc tế. Với Phan Thị Mơ, Liên Phương nhìn nhận chị ấy là một người chị rất xinh đẹp, thông minh và có khát khao rất lớn. Đó sẽ là những vũ khí mạnh để Phan Thị Mơ tự tin đến với cuộc thi World Miss Tourist Ambassador năm nay, cô nhận xét. Về phía Phan Thị Mơ, bản thân người đẹp gốc miền Tây nhận thấy cũng đã có rất nhiều thí sinh tham gia thi thố ở những độ tuổi cuối của quy định và đã gặt hái những thành công đáng kể. Gần đây nhất là Diệu Linh, 27 tuổi, ở Nữ Hoàng Du lịch Quốc tế. Một điều quan trọng khác nữa đó chính là sự nỗ lực của bản thân sẽ là rào cản tuổi tác biến mất. Nếu bạn thật sự mong muốn đạt đến một mục tiêu và bạn lấy hết năng lượng của mình để chạm tới nó thì trở ngại khó khăn đến mấy cũng là chuyện nhỏ đối với bạn. Phan Thị Mơ cũng muốn biến khó khăn thành ưu điểm để đến với cuộc thi này. Vì ở tuổi này, Mơ không thể đổ cho việc mình còn non nớt thiếu kinh nghiệm, mà nhờ vào thời gian dài ấy hoạt động nhiều trong lĩnh vực nghệ thuật điện ảnh giúp Mơ tự tin hơn và biết cách làm mình tỏa sáng nổi bật. Phan Thị Mơ lên tiếng trước những ý kiến trái chiều về việc đi thi ở tuổi 28. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Quý vị hãy bấm đăng ký để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ cung cấp những câu chuyện hay hấp dẫn ly kỳ đến quý vị. Quý vị nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.